Xin chào cả nhà nha, đến đi kinh hội ngọn miền Tây Tây quê nha. Hôm nay mình đi ra vườn cắt rau má nha cả nhà. Sau lưng mình là cái bờ sầu riêng nha cả nhà, nắng hơi chói mắt quá cả nhà. Giờ mình đi qua bên clip sầu riêng mình cắt rau má nha cả nhà. Giờ mình qua bên clip đây, ba mình có trồng rau má này nè cả nhà. Rau má đồng nha cả nhà. Hôm nay mình đi cắt rau má nha. Lúc trước mình cũng có quay lúc mà ba mình mới dưỡng lúc còn nhỏ đó. Hôm nay nó cũng nhiều rồi cả nhà, một đầy clip hết trơn luôn. Nhiều rồi, ba mình cũng có, hôm nay cũng có cắt lấy gai nha cả nhà. Bây giờ mình ra mình cắt vô một gỗ nha, cắt đầy gỗ này, nên đi dài dài đây, đây coi nó chỗ nào mà rau má nó dày mình mới cắt nha cả nhà, nó dày mình cắt nó lẹ, nhiều mình cắt nó lẹ, ít ít cắt lâu lắm cả nhà. Này cái khúc này thì bàn cắt rồi nghe trống rồi đó, chừng nữa nó cắt rồi đã lên lại đây. Ba mình cắt rõ chưa cả nhà, ba mình mới múc cái này nè, đổ lên cho nó cao lên bằng clip luôn này cả nhà. Lúc này khúc này ba mình cắt rồi vậy. Mình cắt rồi khúc này cả nhà, giờ mình đi ngược trở lại nha. Đây đi ngược trở lại nha cả nhà. Sầu riêng này nó ra sum xê trên cả nhà. Cái này đi ngang có thấy cái khúc dày dày thưa quá, cắt lâu quá cả nhà, thưa cắt cũng được mà lâu quá, lửa mới nắm nhiều nhiều quá mình cắt nó lẹ này cả nhà. Còn này chắc cắt cái đám này quá, đám này chưa dậy hung, chưa dậy hung đây, cắt cái đám này cả nhà, cắt cái đám này nha. Giờ mình kiếm chỗ mình gác cái máy là cắt cho cả nhà cùng xem nha. Này này cũng nám này cũng vậy, bây giờ mình bắt đầu mình cắt nha cả nhà, nhỏ mà cỏ bớt nha. Cắt vô lựa cho nó khỏe chứ nha cả nhà, như đây mình cỏ mình xử lý cỏ nó dễ hơn, mình cắt rồi vô lựa lâu cả nhà.
quá trời cỏ luôn. Này cả nhà, nãy giờ mình cũng cắt được gỗ nè cả nhà. À, nói chung ra gom mã khúc lên dậy á thì ba mình cũng cắt hết rồi, mình cắt cái khúc mà nó còn hơi thưa, cắt hơi lâu cả nhà. Đây gom má rất là non luôn nha cả nhà. Đây đây khúc về dậy á, ba cắt mình á là cắt căng này nha, căng này sáng à. Bây giờ còn khúc thưa ra anh cắt vô con gỗ thì đủ ăn nha cả nhà. Đây vô được một nồi canh rau má. Đây cả nhà, nếp rau má mình nha. Khúc này nó chưa có lên dày hung, bà bên kia cũng có luôn nha cả nhà. Đây đây mình cắt mấy bên kia bên đó và tới đây à. À, giờ mình cũng xin quay video tới đây cũng kết thúc luôn cả nhà, và đừng quên cho mình một like và đăng ký, cái chia sẻ nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.